Do dịch Covid-19, đường hàng không cơ bản đã dừng hoạt động. Đường bộ siết chặt kiểm soát người rời các đô thị lớn phía Nam về quê đã xuất hiện tình trạng nhiều người nhảy tàu, đu bám trốn các chốt kiểm soát trên đường bộ. Đa số những người đu bám tàu không có giấy tờ theo quy định hoặc không muốn cách ly y tế tại nơi đến nên đu bám theo tàu hàng khi tàu chạy chậm qua các đoạn cua, đèo dốc, khu vực thi công. Để ngăn chặn tình trạng trên và đảm bảo an toàn hoạt động chạy tàu, phòng chống dịch bệnh, Tổng công ty đường Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt việc chạy tàu hàng, không để người dân lợi dụng tàu hàng để di chuyển giữa các địa phương gây mất an toàn chạy tàu và vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch. Các đơn vị không để người dân lên xuống tàu tại các ga không được đón trả khách, các ga không bán vé đi hoặc đến khi phát hiện có người đu bám trốn trên các đoàn tàu hàng nhân viên theo tàu lái tàu nhân viên nhà ga đường ngang phải kịp thời báo cho ga gần nhất để phối hợp với địa phương xử lý